cái mũi khoan này nè, bạn đục nè, 3 cm, 3 cm, đó. Hai này so le với nhau tạo thành cái tam giác nè. Đục cái lỗ đây cho nước nó thoát. Nếu như mà bạn muốn cái màu nó đẹp á, thì bạn xịt cái sơn ở bên trong giống như vậy nè, đó. Nó treo lên đây này, nó làm sẵn nè, đó, giống như vậy nè. Xịt sơn ở bên trong, treo lên, rồi lên.
Thank you.